Kính thưa quý vị, Đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh nói rằng Biển Đông là vấn đề duy nhất. Đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh ca ngợi quan hệ Việt-Trung và ngụ ý tranh chấp trên biển là vấn đề duy nhất còn lại. Tối ngày 30 tháng 8, Đại sứ tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự có cả Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam. Phát biểu trước 500 quan khách, Đại sứ Việt Nam nói rằng một vấn đề do lịch sử để lại đã từng bước được giải quyết. Ông cho biết là Việt Nam luôn có niềm tin rằng sẽ tìm ra giải pháp thỏa đáng cho vấn đề duy nhất còn lại trên cơ sở hiệp thương hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV giải thích thêm, vấn đề được nhắc đến là tranh chấp Biển Đông. Đại sứ Việt Nam cũng tiết lộ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuần sau sẽ dự hội chợ triển lãm trong Trung Quốc ASEAN ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Nhân dịp này, thì ông Dũng sẽ hội đàm chính thức với Thủ tướng Trung Quốc là ông Lý Khắc Cường. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị nói thêm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện đang sắp xếp chương trình cho chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Phát biểu tại bữa tiệc, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam ông Phạm Bình Minh nói rằng, nay hai nước đã thực sự trở thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Theo lịch thì trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khối ASEAN và Trung Quốc sẽ họp về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức COC. Theo tuyên bố về Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, tức DOC, mà Bắc Kinh và khối ASEAN ký hồi năm 2002, thì COC nhằm để giảm căng thẳng chính trị ở khu vực giàu trữ lượng tài nguyên này.